Hoàng Giang Tóc TV mến chào bà con và các bạn. Rất vui khi gặp lại bà con và các bạn. Vâng, hôm nay Hoàng Giang Tóc TV sẽ hướng dẫn cho bà con và các bạn qua một kiểu duỗi cúp nha. Cái tóc này thì Giang đã duỗi xong nước một. Giờ đây chúng ta pha thuốc để chúng ta làm săn cái ngọn ha. Thì gồm có vitamin và B cộng. Rồi cái tóc này thì chúng ta chỉ vào dưỡng chất và B cộng tầm khoảng chừng 5 phân thôi nha. Chúng ta đừng có vô cao quá vì chúng ta cần một cái chữ C nhẹ thôi, chỉ cần một cái đoạn cong nhẹ chứ không cần mà săn lắm. Thì chúng ta dùng chục uống lạnh 22 ha. Rồi chúng ta cuốn lên tầm khoảng ở chừng một vòng rưỡi đến hai vòng. Rồi khi chúng ta vô dưỡng chất thì chúng ta vuốt ra cho nó bớt đi cái dưỡng chất, đừng để bớt quá. Bớt quá thì một chút xíu chúng ta sấy nó rất là lâu khô ha. Cái cách chia tóc để cuốn lô uống lạnh thì chúng ta chia theo đường chữ V nha. Chia thành 3 đường, 3 lớp. Chúng ta mỗi một lớp vậy chúng ta cuốn 3 cây. Chúng ta đừng cuốn dày quá mà đừng có mỏng quá. Đó, Giang chia thành 3 lớp nha, 3 lớp hình chữ V. Thì cái tóc này thì Giang cắt theo kiểu layer ha. Layer lai bồ câu. Thì cái kiểu layer lai bồ câu thì Giang cũng đã chia sẻ cái cách cắt ở trong kênh của Giang. Các bạn muốn xem cái kiểu đó thì các bạn vô kênh, rồi các bạn bấm vô cái phần video và các bạn kéo xuống và các bạn sẽ thấy được cái video cắt cái kiểu tóc này ha. Kiểu tóc này thì các bạn có thể cắt bồ câu thì nó vẫn ra thôi. Nếu như các bạn cắt kiểu bồ câu á, thì các bạn dùng kéo tỉa, các bạn làm mỏng ngọn, hoặc các bạn nào biết chuốt cho nó mỏng ngọn thì dùng keo bén chuốt cho nó mỏng ngọn ha. Thì chúng ta làm cho mỏng ngọn cũng vừa thôi nha. Nếu như mà chúng ta duỗi cúp này mà chúng ta làm mỏng nhiều quá đó thì sau này đó khách về gọi đầu đó, ra cái tóc ở phía sau người ta bỏ về sau đó là cái tóc nó sẽ tưa tải hết, nó sẽ không đẹp ha. Chúng ta hạn chế đừng tỉa nhiều quá, vừa thôi. Thì trái phải đều như nhau nha. Ở bên đây chúng ta cuốn như thế thì bên kia thì chúng ta cũng cuốn y như vậy, cũng chia ra thành 3 lớp, mỗi lớp 3 cây. Giang sẽ nói thêm về cái phần mà vô thuốc số 1. Thì cái tóc này là cái đoạn trên là nó nằm ở cái tóc khỏe. Thì từ 6 phần tóc trở xuống thì cái tóc trung bình yếu. Thì cái đoạn trên thì Giang vô thuốc duỗi loại khỏe. Còn ở 6 phần ngọn dưới thì Giang vô uống nóng dành cho tóc yếu. Nếu như mà các bạn có thuốc uống nóng khỏe thì các bạn pha ra, các bạn vô trực tiếp luôn thì vẫn được, khỏi vô thuốc giữ cũng được ha. Rồi thì Giang sấy nha, chúng ta sấy khô khoảng ở chừng 90% trở lên nha. Rồi khi sấy giáp đều hết rồi thì các bạn để nguội cho Giang khoảng tầm chừng 10 phút ha. Thì các bạn kiểm tra coi cái ống nào mà nó còn ướt quá thì các bạn nên sấy lại thêm tí nữa cho nó ráo khoảng ở chừng 80-90% nha. Đừng có ống mà khô rồi ống thì nó lại ướt, nên nó sẽ không đều nha. Cái sấy này thì Giang chỉ sấy demo cho các bạn xem thôi nha. Khi các bạn sấy xong rồi thì các bạn tháo một cây ra, các bạn kiểm tra coi cái độ săn, độ rút của cái ngọn tóc nó như thế nào. Thì Giang thấy thì cái ngọn tóc nó cũng khô và nó có cái độ cong rồi. Thì Giang sẽ cuốn trở lại và Giang tiến hành Giang dập ha. Cái dập thì Giang dùng thuốc của hãng La Cây. Thì cái thuốc đó là cái dạng thuốc thông minh.
thuốc vừa dập uống được mà dập dũi được. Cái đó thì Giang dùng 2% tinh dầu sữa ha. Mình pha tinh dầu sữa vô cho nó cái ngọn tóc cho nó săn chắc lại và nó bổ sung dưỡng chất ha. Nếu mà không có tinh dầu sữa thì các bạn cho những cái dưỡng chất khác cũng được. Rồi đến cái khâu dập này thì chúng ta dập đừng có cho sót cây nha. Chúng ta dập cho thật là kỹ. Sót một cây là thật sự là thảm họa luôn nha. Sau khi chúng ta chấm dập đều hết rồi thì còn thuốc lại chúng ta đổ vô cái chai, chúng ta bắt từng lớp tóc lên, chúng ta xịt từng tép tóc một, chúng ta chải ra. Đây là cái đoạn mà tóc duỗi ha. Thì thay vì các bạn vô cái thuốc dập duỗi số 2 thì cũng vẫn được, nhưng Giang làm như thế này thì nó sẽ tiện hơn. Chúng ta sẽ xịt nó cũng đều hơn và chúng ta dễ làm hơn. Cái tóc nó vẫn định hình. Cái thuốc này nó rất là hay ở chỗ là khi cái đoạn nào cong thì nó sẽ định hình cong, còn cái đoạn nào tóc thẳng thì nó sẽ định hình theo cái hình thẳng. Khi các bạn dập bằng cái cách này thì các bạn đừng có xịt mà chỗ khô chỗ ướt nha. Bắt buộc là các bạn phải xịt cho nó đều hết, ướt đều hết, nhưng ướt vừa phải chứ không phải mà ướt mà chảy gồng gồng ha. Không cần nhất thiết phải xịt mà đến ướt mà chảy gồng gồng đâu. Các bạn xịt cho nó ẩm ẩm cho, nhưng mà nó phải đều nha. Rồi trái phải chúng ta đều làm giống như nhau nha. Rồi cái phần máy thì chúng ta cũng vẫn xịt dập luôn. Thì cái máy tóc này thì người khách không cần mà uống. Thời gian dập nước hai là 15 phút ha. Sau 15 phút đó thì các bạn tháo ra kiểm tra coi cái ngọn tóc nó cúp chưa nha. Nó định hình cúp rồi thì các bạn tháo ra, rồi các bạn dẫn đi xả tóc và ủ hấp dầu ha. Chúng ta ủ hấp dầu tầm khoảng chừng 5-10 phút gì đó cho cái tóc nó bổ sung dưỡng chất và nó ổn lại ha. Thì cái tóc Giang thấy nó rất là cúp nha. Tuy rằng Giang sấy nó tầm chừng 10 phút thôi, nó khô khoảng chừng 80-90% thôi là bà con thấy nó rất là săn ha. Rồi đây mời bà con mình xem nha. Cái tóc Giang đã gội ra rồi thì bà con mình thấy cái tóc nó rất là cúp nha, cái ngọn rất là cúp. Rồi chúng ta xịt dưỡng vô. Xịt dưỡng xong rồi chúng ta sấy cho ráo khoảng chừng 70-80% gì đây. Rồi tiến hành chúng ta sấy bắt từng tép đứng, sấy hai bên mang tay trước. Chúng ta sấy cúp theo kiểu càng cua nha. Nếu mà các bạn không biết sấy kiểu này thì các bạn cứ bắt lớp ra, các bạn sấy bằng cây lô cũng vẫn được ha. Nhưng mà theo Giang thì Giang sấy cái kiểu này thì nó dễ hơn và nó cúp hơn, rất là cúp nha. Các bạn chưa từng sấy kiểu kẹp càng cua này, kẹp hai ngón này thì các bạn thử mà tập và các bạn sấy đi, nó rất là cúp, nó cúp rất là nhanh nha. Các bạn chỉ sấy vài động tác thôi là các bạn thấy nó cúp rồi, mà cũng dễ sấy lắm, rất là dễ sấy. Nếu mà các bạn sấy không được thì các bạn cứ sấy bằng cây lô, rồi chúng ta dâng cao lên, chúng ta dâng cao lên, chúng ta sấy hoa, rồi từ đó ta sấy chân, ta sẽ thấy chân cho nó phồng lên. Nếu như mà cái tóc các bạn sấy mà ra rồi thì nó còn cái ngấn nhẹ thì chúng ta dùng máy kẹp, chúng ta kẹp lại, kẹp cúp theo cái chiều tóc thì cũng vẫn được ha. Giang khuyên các bạn nên kẹp sơ lại thì nó sẽ đẹp hơn ha. Vì chúng ta uống á, chúng ta buộc dây thun á, nó có cái ngấn nhẹ cho nên là chúng ta cần phải kẹp lại. Rồi đây là cái thành phẩm Giang đã làm rồi ha. Mời bà con mình xem nha. Cách làm này thì nó khá là dễ. Cái tóc rất là cúp, bảo đảm là cúp với các bạn, cúp tuyệt vời luôn. Còn các bạn duỗi không á, các bạn duỗi không rồi các bạn cuốn lại các bạn dập á, thì nó cái độ cúp nó yếu lắm, rất là yếu. Các bạn nên uống nhẹ cái ngọn rồi các bạn sấy, các bạn kéo ra thì bảo đảm là cái tóc xài sau này cả một năm bảo đảm cái ngọn tóc vẫn còn cúp ha.
Rồi mà bà con mình xem nha. À, cái tóc này thì Giang cũng vừa vũ vừa nhộm luôn nha. À, Giang cũng đã nhộm màu nâu hạt dẻ luôn. Thì cái tóc này là cái tóc yếu, tóc khô sơ. Mà khi mà Giang làm rồi thì cái tóc nó phục hồi lại luôn nha. Cái ngọn tóc này là rất là sơ, rất là cháy. Mà khi Giang uống rồi là nó mềm mại, nó bóng, nó mượt lại. Tóc có cái sự đàn hồi, có sức sống lại. Rồi người ta xài một miếng dầu vô cho cái tóc nó mềm mại và nó có nếp. Chúc bà con mình xem video vui vẻ và làm thành công nha. À, qua năm 2023 thì Giang nhận học viên đào tạo phá ngắn hạn 3 tháng. À, sẽ bảo đảm với các bạn là các bạn sẽ làm thợ chính được các uốn duỗi nhộm. Đặc biệt là hướng dẫn cho các bạn pha hóa chất để phục hồi tóc yếu và Giang dạy thêm gội đầu massage ha. Bên cạnh đó thì Giang sẽ khuyến mãi 20% và tặng cho các bạn một cặp kéo và một cái đầu tóc giả để các bạn học. Các bạn sẽ không thất vọng khi đến học tại tiệm cắt tóc Hoàng Giang và Giang cam kết làm đúng y những gì Giang nói. Địa chỉ tiệm cắt tóc Hoàng Giang, ấp 1 đường 30 tháng 4, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, ngang phòng găng Việt Mỹ. Mọi chi tiết xin liên lạc qua Zalo 0833 222 181. Bà con và các bạn xem video thấy hay và ý nghĩa, hãy cho Giang xin một like và chia sẻ kênh. Xin chân thành cảm ơn bà con và các bạn.